Misa xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Misa lại vào bếp để làm món bánh donut. Misa mời quý cô chú anh chị và các bạn mình cùng nhau vào bếp để làm món bánh donut này nhé. Món bánh donut này sẽ có 250g bột mì, 1 muỗng cà phê vani, 1/3 muỗng cà phê muối, 30g sữa bột, 30g bơ, 4g men, 40g đường, 200ml sữa tươi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trộn bột nha quý cô chú anh chị và các bạn. Trước khi vào trộn bột, Misa xin quý cô chú anh chị và các bạn yêu quý kênh, hãy cho Misa xin một đăng ký, một comment, một like, một share để xây dựng kênh được tốt hơn. Misa xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi trộn bột.